Không à? Vâng, xin chào các anh chị nhá. Thì ngày hôm nay em lại quay lại chỗ nhà ông Sử. Vì hôm qua em cũng lên rồi, hôm nay em lại lên tiếp. Thì ngày hôm nay em lên chỗ gọi điện cho chỗ nhà ông Lử và ông Vàng cũng không gọi được. Đấy, cũng không biết lý do tại sao, chắc ngày mai em sẽ lên. Vì là thường thường em phải gọi được ông thì lên thì mới gặp được ông. Còn hôm nay thì lại dành thời gian em lại tranh thủ lên chỗ nhà ông Sử. Đấy, bây giờ vào trong nhà ông Sử sẽ ông làm gì ra này, chưa? Thế thôi, chưa được. À đó, ông con Hào mình cho cháu đây à. Đấy, nên là ông đã làm sắp xong rồi. Chưa sắp xong rồi, chưa tôi rồi. Cắn chưa làm cái này là cái cũ thử vào đó. À, cái này ông cho thử vào thôi. Cho thử đúng không? Con này bé bé này mọi người này. Con này 20 tay em 23 gọi là 25 đi, con này 25 cm. Mà điện mất rồi, có điện không mất thì tức tối lại đưa một con rồi. À, điện mất rồi ông. Điện mất rồi. Đấy, cháu bảo ông ngày kia, nhưng hôm nay cháu cứ lên xem là ông. Cái này là mình đập xong, mình là tôi lại nữa rồi. Ừ, cái này chơi tôi đâu. À, cái này chưa có làm này, để cái này làm cán sạch. Xong nữa làm cán sạch té này. Vâng, vâng. Mà mấy tôi vào thì nó là. Cái này cái cán cú nó mà thử vào có chắc không? To à? Hai con to mà cháy một con rồi. Con to. Con này cũng tầm 28 này. Cảm ơn bà nhá. Con này tầm 28 cm này. Đấy, em sang gần đấy cho mọi người xem. Đây là con dao to này. Khá là dày. Đấy, đưa thẳng luôn. Cái này cái cán ông chưa làm đâu. Chưa làm cán đâu. Cái này cái này thì cũng thế này. Độ là 26. Con dao này cái dáng dao của ông Sử cũng khá là giống với ông Vàng đấy. Trên ấy, ông Vàng đấy. Cái dao trước của mình ấy đấy. Cái này là dáng nó gù gù một tí này. Có độ gù. Em này cũng có độ gù của nó này. Con này bé hơn. Đấy, hiện tại đang thích hai con này. Này thích hơn. Đâu không? Làm một đống này không? Đây, cái này vớt mẹ, ngã mẹ rồi. Gấy à? Làm nó rồi bị đi. Theo con nó làm cái cắn rau đây thì đi rồi cháy cả. Đức mẹ hết lên mày. À. Không tắt điện. Có nghĩa là ông tôi lâu quá cho nên là cho lâu là nó cháy rồi. À nó cháy mất thế này. Là cái này là mà không mất cái điện thì tối nó làm được những cái này rồi. À nó mất điện. Thế nóng quá nó cụt mất đâu. U còn nóng quá. Cái này coi như vứt đi à? Vứt đi thôi mà. Cái này làm được con bé bé. Làm con to bé bé thì được. Thế ông làm một con dao bé bé đây bằng ngón tay cho xem nào. Nhá, nào làm được hết rồi mà. Ôi thế cái khí mất nhỉ, cái đập này cho cái ông. Vớ đâu? Không nhỉ? Mà tưa nước thì đặt đặt thì vớ đấy. Cái này to như cái này. Cái này nhìn ấy nhỉ? Cái này có phải chỉnh lại đâu? Không. Như con này. Đấy, như hai con này đẹp này. Đây. Hai con này đẹp. Hai con này đẹp. Em bấm tạm dừng nhỉ? Thưa các anh chị nha, đấy là dao, dáng dao khá là hay của ông Sử. Dáng dao nó rất là đẹp, mọi người thấy đẹp không? Bây giờ hiện tại lên lại chưa lên cán này. Lên cán cho mọi người xem này. Đấy. Có độ gù của nó, đây là cây to này. Cây to của ông Sử thì áng như này. 28 ấy, con này phải 28 phân. 28 phân, con này chưa xong, chưa tôi. Cái này mới là cơ bản rồi đấy. Thì hẹn ông ngày mai mới lên mà ngày kia thì hôm nay lên xem giục ông xem thế nào, nhưng mà thực tại là vẫn chưa xong. Căn bản là cũng sốt ruột của ông ạ, bởi vì là cứ hẹn với mọi người một tí. Bảo là lên dao xem là nó có như thế nào đẹp không. Cái này không vỡ mẹ thì nó là to như cái này. À, vâng. Là xong thì to như cái này. Vâng. Cái này sẵn to như cái này đâu ạ. Đấy. Bây giờ mà này cái này. Vâng. Con này đẹp tí. Đẹp này con này. Con này. Con này đẹp này, ông này. Đấy, thích con này này, ông làm kiểu như này này. Đấy. Đúng kiểu to to nhỏ như này là ok luôn. Đấy làm cán á. Ông ơi thì cái này nhá, hôm nọ cháu bảo ông còn nhớ nhỉ. Cái chỗ này này. Chưa làm. Nếu mà mình làm thì cho cái này nó bằng đẹp một tí. Hai cái này nó dính vào nhau. Vâng, đấy. Cái vỏ nó cắm vào nhau. Tí thì mà
để không nọc tôi làm may mới tôi thường tôi cho máy làm để cho nó thẳng. Vâng, ấy, ví dụ là cho cháu nó khít vào thế này này. Đấy, nó khít vào thế này thì dễ luôn. Đấy, nó chuẩn hơn một tí. Thưa các quý vị nhá, thì hôm nay cũng lại lên chỗ nhà ông Sủi một lần nữa. Hiện tại là ông cũng hẹn là ngày mai, ngày kia ông nhỉ? Ngày mai hay ngày kia ông? Ngày kia đấy. Cái cắm thì nó làm thế bây giờ nhá, ông làm cho cháu cái như này đi ông. Cái này làm cho cháu đi, cái này. Đấy, hai cái này ông làm vỏ mài sắc cho cháu. Thế ông mài bằng đá mài nào nhỉ? Đá mài đây. Để cái dao đây nhá, xem đá mài của ông nào. Đi vào đây xem đá mài của ông nào. Này, rồi đấy, cái mẹ nó hay ba cái này, bốn cái này này này. Cái này. Cái đá mài này lâu chưa ông? Lâu đấy, 17 năm rồi. 17 năm rồi ông? 17 năm đấy, lúc cái này mua có 14.000. À, cái này 17 năm là ngày xưa mua 14.000 đấy. 14.000 mà to hơn cái à, nó phải như này đúng không? mài dần nó bé vào đúng không? Cái này là đá này đá ở đâu nhở? Đá ở trên Bản Mù. À, đá Bản Mù. Ui, mà ai cũng bảo là đá Bản Mù nó rất là ấy. À, ông ơi, cho cháu xem con dao cũ của ông hôm qua đi. Dao cũ? Vâng, con dao cũ của ông ấy. Đấy. Nói chung là hôm nay ở trên này mất điện nên là các ông không làm được. Vì vậy chắc là hôm nay em gọi chỗ ông Vàng, chỗ ông Lử không liên lạc được, chắc là mất điện. Đấy, hôm nay em không để ý. Ai đây, hai con dao ghép vào nhau để tìm. Hai con dao xếp này. Đây, cái này. Rất là cân nhau. Dao cũ không nào anh xem này. Đấy. Đây là con dao cũ của ông hôm qua. Dùng lâu rồi. Ông có bán cái dao này không? Cái này hả? Ủa, làm một cái khá mình dùng thì bán, anh lấy thì bán lại đi. Đấy, thế ông ấy thì bán lại cho cháu cây này. Dao hết rồi. Cái vỏ này, cái cán này nó vỡ thì... Vâng, cái cán này nó bị vỡ mất rồi. Lâu rồi, dùng lâu rồi thế. Cán này, cái này dao này dùng lâu rồi. Có nghĩa là cái sắt này, mọi người này nhìn này, ông cũng mài rồi là dùng nhiều, chỗ này nó... Cái cảm tưởng như nó mịn mịn ấy. Những cái con dao dùng rồi mình rất thích nhé. Thích ở cái chỗ là nó mịn này. Kiểu gì nó... Cái độ sắt của nó rất là mịn luôn. Ôi, cái này thì mềm. Cái này thì mềm. Đâu, cho em cái cứng nhất nào. Cái này thì đơn giản thôi đúng không? Nói chung là chặt thì tay em yếu hơn cái này thôi. So với con dao này bình thường luôn. Làm công con dao thế này quá đơn giản luôn. Con dao này càng chặt càng bóng ra luôn. Con dao này cũng to phết đấy nhỉ, con dao này. Cây cứng như thế này, cây này gần bằng nhau. Đây. Cây cứng như thế này. Ôi, em sợ hỏng con dao rồi. Ôi trời, mày cứ làm hỏng. Có người đèn hết. Đã làm thử làm đi mày. Làm hỏng có người đèn hết. À, có người đèn luôn à? Đèn hết. Ui, cái này cứng hết. Cứng chứ. Chuyển đi. Ui. Mẹ thì tôi không lấy tiền đâu. Cái không lấy tiền. Có người phải đèn hết chứ. Mẹ không lấy tiền à? Mẹ không lấy tiền đâu. Nói là mẹ không lấy tiền chứ. Đấy. Đập mạnh vào. Mạnh vào không lấy tiền đâu. Sợ chặt xương hỏng thôi. Ôi dồi. Chưa biết ạ. Ôi dồi 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 dồi. Thế thôi. Cứng rồi cái này. Cái này mỏng hơn cái này. Nói chung là để mà hai con dao hai bên sườn này ông làm rất là cân là đều luôn, nó không bị láng cái gì cả. Mình làm mình vừa dùng vừa bán để làm đẹp chứ. Cứ dùng tốt thì thôi. Vâng. Mày cáo người không cần tốt đâu mà. Biết các thằng tỉnh công an huyện bây giờ trước cũng đấy hay chết này. Đấy. Nó ngu rồi dùng nhiều lắm rồi. À, đấy con to như cái này đấy còn một con bé. Vâng. Mà con to thì ta bỏ ra anh tỉnh nó bỏ đây ra ăn. Để cửa bắt đầu người ta ăn trộn như thế. Thằng tỉnh bây giờ vụ cháy ở bên Mảng Cong.
Nói chung là dùng cái dao mèo mà mình chặt không biết cách thì nhiều lúc nó cũng bị vẹo đấy. Cái dao nào cũng vậy thôi các bạn ạ. Dao nào mà chặt không chuẩn thì nó cũng bị vẹo vậy thôi. Nhưng mà cái con dao này dáng của ông Sử làm rất là đẹp. Đây là một cái thợ làng ấy. Làng kèm dao ở trên này. Ông làm dao chắc là cũng lâu đời rồi. Mười mấy năm ông làm dao rồi, từ cái hồi mình đến đây đi làm ở đây này 10 năm thì cũng nghe nói là ông rèn dao nhưng mà chưa dùng thử dao bao giờ. Thì em mình cũng có lên 1-2 cái video dao của ông, cách rèn dao. Đây là những khởi đầu rèn dao đấy. Thôi thì ngày hôm nay thì lên chỗ ông Sử cũng thông báo tiếp cho mọi người là hiện tại là vẫn chưa có dao của ông Sử và ông Lử ông Vàng hiện tại là chưa có dao. Mọi người bảo là có dao chưa nhưng hiện tại là em chưa có. Để thông báo mọi người như vậy, em nói thật thà luôn như thế. Còn dao như thế nào thì mọi người bảo là em sao không để giá lên trên đấy luôn, nhưng mà thật sự ra là em cũng không muốn là làm ảnh hưởng đến những cái kênh khác. Ví dụ em để dao lên mà dù nó có cao quá hay nó đắt quá hay như thế nào đấy thì sợ ảnh hưởng người khác. Em rất là lo sợ như vậy. Thứ hai là cái dao mà bị hỏng nhá thì sẽ có bảo hành nhá. Đấy. Ông nhờ hỏng là ông bảo hành luôn. Nhưng mà cái dao của ông nhá, ông nhìn là ông biết ngay, nhưng còn không cần là không cần phải đánh dấu ghi số gì cả. Những con dao chợ thì nó có số, có khắc tên rồi là các thứ. Còn những dao của ông là ông nhìn biết ngay là dao của ông nào ngay. Nhìn cầm cái nào là biết dao của người nào ngay. Tuy rằng là không biết là ông ký hiệu vào những cái gì mà không biết. Đa phần là cầm một cái là ông biết là dao của ông ngay. Con dao này nếu mà cả lên cả cán là khoảng 5 lạng đấy. Đấy. Con này phải 5 lạng rưỡi gì đấy. Đấy. Đấy, ok. Thì mọi người cái này thì được mà năm chết rồi đúng không ạ? Cái này thì cũng muốn thôi. Thì mọi người cứ bình luận ở bên dưới nhá, thì có gì cứ nhắn tin qua số Zalo của em, số điện thoại của em bên dưới. Đây giờ mình sẽ quay chi tiết cái viên đá mài. Lúc đầu là mua 14.000 được 16 17 năm rồi. Cái viên đá mài này cũng gọi là đá mài bản mù. Em kiếm một viên to thì mài cho nhanh, thì mài dao nhanh. Nhưng còn những cái viên bé bé này thì mài lâu. Nó bé thì cái diện tích mài nó đưa đẩy khó. Muốn hỏi chỗ ông Sử một tí cách mài dao của ông. Ông Sử ơi, ông Sử ơi, cháu muốn hỏi ông cái cách mài dao ấy. Thì ông thử mài cho cháu con dao xem là mài như thế nào nó mới sắc ấy. Mài cái này á? Vâng. Đấy, mài cái con cu cu kia được không ạ? Mài cái con kia kìa. Đấy, vâng, đợi ông đi lấy nước á. Đấy, giờ xem ông mài dao. Mài dao là quất chuẩn đấy, không phải là chuẩn đâu. Ông ơi, mài là cứ đưa thẳng như thế à? Ông làm chậm chậm cho xem nào, ông làm nhanh quá là mình tính rồi. Mấy? Cho xem nào. Làm từ từ thôi, cháu xem là cái động tác của ông như nào. À, cứ đẩy thẳng như thế đó. Mài từ đầu mũi dao cho đến quên cái dao. Mất điện nên là em để cái đèn nó hơi sáng ạ. Này, ra cho xem. Không cần là ấy nhở, mài một tí thế là xong thôi không? Ừ. Sắp xong rồi đúng không? Ông đưa dao miết tay từ bên trên xuống này. À, cái viên đá mài nó cũng hình tròn rồi đấy. Cứ mài một tí rồi cho nước vào luôn. Đi không lên rồi. Sạch quá rồi. Ngoài tí xong rồi. Ờ, xem nào. Như thế rồi là được à? Được rồi, cái này.
Có nghĩa là mày lúc nào nó trắng ra được không anh? Mà mua mày trắng gì nữa mày, không cho mày trắng gì. Nếu mà ba được ai phải đi mua một đi rượu ấy nha. Dạ thật sự rồi. Thế là quất chuẩn đấy. Đấy, chỉ cần mày như vậy là được. Đây, mày chuẩn đặt. Không cần trắng đâu ông ạ, cháu muốn là ông mài thế nào cho nó sắc là được không? Mua đi rượu nhé. Xem ông. Cái bà của, cái này của ông bà nữa nha. À đó. Ông bà ông mà bà của nó cái củ ông có mỗi bà còn một cái này con cho còn một cái này mình còn một cái này mới tham một cái rồi mình dùng tao nhá cái này của ông bà đấy à cái này dao đàn bà đúng là dao bà đấy đấy à có nghĩa là dao của để bà gì dao của bà nó chứ à vâng dao để dao đàn bà mà mỗi tham một cái này à, ông làm cho mỗi người một cái ở trong nhà mình mỗi người một cái thì đấy thế thôi mềm nữa lại làm tiếp. Cái này của bà nó nhá. Vâng. Đoạn này không phải là mẹ đó nhá, đoạn này. Không mẹ đâu. Tha hồ. Em chào cho các bạn. Đặt con. À không phải mẹ mày, đây là cái đoạn là lúc nó bị cọ thôi, không phải mẹ, tưởng mẹ. Toàn bộ lưỡi dao này mọi người, đây cái dao cũ đấy ông mày. Cũ mày. Rất là nhanh, cái viên đá này to nên là mày khá là nhanh. Chỉ cần xịa thế là được. Ta nhập phủ lên cái luôn nhỉ cái nước sắt. Ờ nước sắt cho nó rửa cho nó sắt nó mịn nhỉ. Đấy, chán rồi. Muốn mày cho nó trắng thì trắng. Và muốn cho nó trắng thì trắng. Sắt đấy. Sắt ông ạ. Có nghĩa sắt vì con dao này cũ rồi mấy năm rồi nó mà không mẹ đâu. Vâng. Rồi con này không mẹ đâu. Ok. Thoải mái luôn. Nói chung là thoải mái với người bị dùng thôi ông nhỉ. Bây giờ cháu đi chém sắt xem nó có đứt cơ nhá. Cái gì mới không mà cái cũ đâu. Vâng. Rồi cảm ơn ông đã cho một cái màn mà xem con dao mài ông mài đây. Nói chung là mài theo cách truyền thống của ông mài thôi. Hiện tại là mình ngồi cạnh ông nên là ông mài rất là nhanh. Ông cứ sợ là mình bận việc nên ông hơi cuống và bình thường là ông sẽ làm từ từ hơn đấy. Cháu này có đạt đấy. Quả anh. Rồi chắc được rồi ông ạ. Thế được rồi, cháu nhìn cách mài của ông được rồi. Vâng. Mày tao cái lấy của tao. Dao của mày à? Dao của mày. Không phải của tao đâu. Vâng. Vâng, vừa rồi quý vị vừa xem một đoạn video ngắn của em thì một buổi lên trên bản vẫn không thành công quý vị ạ. Thì ngày hôm nay lúc đầu em nói đấy, có liên lạc với chỗ ông Lử, ông Vàng cũng không liên lạc được. Thì ngày mai em sẽ cố gắng, trưa mai em sẽ cố gắng liên lạc với hai ông. Thực sự ra em rất là sốt ruột. Cảm ơn mọi người đã quan tâm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.